Thưa quý vị, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa 15. Sáng nay, dưới sự điều hành của Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án luật khám bệnh, chữa bệnh sửa đổi. Nhấn mạnh mục tiêu sửa đổi của luật khám bệnh, chữa bệnh lần này là lấy người bệnh làm trung tâm. Tuy nhiên, theo các đại biểu, dự thảo chỉ mới đề cập đến mối quan hệ giữa người bệnh và người hành nghề, tập trung ở một số quy định. Trong khi các quy định này vừa thiếu vừa chung chung, chưa có các cơ chế cụ thể để đảm bảo người bệnh thực hiện được các quyền của mình. Nêu một thực tế là nhiều trường hợp người bệnh phải chịu thiệt thòi khi đi khám bệnh, phải chi rất nhiều tiền cho các xét nghiệm không cần thiết, không được giải thích rõ ràng về kết quả khám chữa bệnh, thậm chí là không được giải thích khi xảy ra sai sót trong khám chữa bệnh. Đại biểu cho biết một trong những lý do cơ bản dẫn đến tình trạng trên là do chúng ta chưa nhìn nhận đầy đủ về mối quan hệ pháp lý giữa người bệnh và người hành nghề khám chữa bệnh. Người bệnh luôn ở vào thế yếu, phụ thuộc hoàn toàn vào thông tin, kiến thức, kỹ năng chuyên môn và đạo đức của người hành nghề khám chữa bệnh. Chúng tôi kiến nghị Ban soạn thảo cần tiếp tục tổng kết kỹ thực tiễn để bổ sung các quy định về mối quan hệ giữa người bệnh và người hành nghề khám bệnh chữa bệnh. Với tính chất, đây là mối quan hệ ủy thác giữa người bệnh và người hành nghề khám bệnh chữa bệnh. Theo đó, dự thảo luật cần khẳng định trong mối quan hệ này, người hành nghề phải thực hiện các công việc khám bệnh chữa bệnh vì lợi ích tối đa của người bệnh. Cụ thể, dự thảo luật cần bổ sung các quy định về trách nhiệm của người hành nghề khám bệnh chữa bệnh đối với người bệnh dưới 3 góc độ. Một là trách nhiệm trong việc khám bệnh chữa bệnh, hai là trách nhiệm bảo mật thông tin của người bệnh và ba là trách nhiệm tránh xung đột lợi ích. Cũng đồng quan điểm này, các đại biểu cũng chỉ ra quy định về quyền của người bệnh tại Điều 8 còn điểm chưa hợp lý. Tại khoản 3 quy định quyền của người bệnh được quyền tiếp cận các dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh cơ bản bao gồm cả thuốc. Quy định này là không phù hợp. Theo tôi, người bệnh có quyền tiếp cận tất cả các dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh phù hợp với điều kiện của từng người. Tại sao chúng ta lại giới hạn chỉ là các dịch vụ cơ bản? Nếu người bệnh còn có điều kiện, có khả năng, do vậy, tôi đề nghị nên quy định người bệnh được tiếp cận toàn bộ dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh và bỏ cụm từ cơ bản tại khoản 3 điều này. Kinh nghiệm từ các quốc gia khác cũng cho thấy, trách nhiệm khám chữa bệnh là nội dung được pháp luật ở các nước rất quan tâm. Một số nước còn quy định rất cụ thể nội dung trách nhiệm vào từng thời điểm trong quá trình khám chữa bệnh mà các bác sĩ cần phải thực hiện đối với bệnh nhân. Để tránh xung đột lợi ích, người hành nghề khám chữa bệnh cần phải công khai những mối quan hệ lợi ích của mình với các tổ chức cá nhân có liên quan đến công tác khám chữa bệnh như các công ty dược phẩm, các đơn vị thực hiện các dịch vụ xét nghiệm, chẩn đoán, các cơ sở, nghiên cứu y học để được giám sát trong quá trình hành nghề.